Ôi giời ơi. Xe gì nữa? Xe đút. Dây chuyền lớn không em? Ôi, mua lâu chưa? Trong Tết. Chồng em từ trước nó bỏ nhà đi mấy lần rồi? À, nói là đi làm thôi, đi về bữa. Ôi, đi vài bữa đi ngủ với người ta vài bữa em ơi. Em tin người quá. Tin người là chết rồi. Tin người quá. Cầm giáo hình 28 luôn. Trời. Hình em mới đỏ nè đó, hình cầm gì đó? Hai cái đỏ luôn. Ờ, hai đỏ luôn. Sao rồi chồng em đi làm về mấy ngày về có kêu mệt không? Dạ, yeah, không. Về có đem tiền em không? Không. Đó. Đi với người ta, ăn ngỏ với người ta rồi này, đi làm gì? Gì? Là cái cô này trên TikTok là nhiêu tuổi mà anh nhìn lớn tuổi vậy? Dạ em không biết nhiêu tuổi. Bà này là bốn mấy rồi? Có cháu ngoại rồi. Ôi, cháu ngoại rồi. Rồi. Em có nói chuyện với con, có chuyện tôi nhưng mà con nói như thế là không biết. Là người ta có cháu ngoại rồi. Nhưng mà giờ á là tại vì chị kêu á là về bỏ vợ đi. Anh về bỏ vợ đi, anh muốn gì em chịu anh lấy, muốn gì là em mua cho anh lấy. Hứa là mua điện thoại iPhone. Cho đi học bằng lái. Bằng lái gì nữa? Lái bay thì cầm cái bài á. Lái bà già đó. Yên. Em mới nói là anh chị anh bỏ con làm sao? Giờ nó cắt liên lạc luôn nhưng mà chị cũng nói với chị em là hoàng. Nói chị không biết chị làm nhưng mà đi lần ngồi đây nè. Mà chị đó cứ nói chị là em là muốn chị làm với muốn chú nhưng mà cách đây 2 ngày là ăn nhậu ở nhà kia nọ cũng đang bị sốt. Em đã tìm đến nhà người ta chưa? Dạ, người phụ nữ này tên gì em biết không? Nguyễn Thị Hoa. Nguyễn Thị Hoa hả? Dạ. Ồ, Hoa Hòe hả? Ồ, người ta có cháu ngoại là chắc là 40 mấy rồi. Bèo phải 43, 45 tuổi rồi. Ồ trời ơi. Mà quen theo trên TikTok hả? Em biết lâu chưa? Em kêu làm sao? Bà già rồi. Bà già nhưng mà bà nó có cái khác không? Không già cơ, khổ vậy. Con ở mình lớn thì anh quay ra ngoài là anh mặc á, cũng con ta. Không có đường đi, mà bỏ anh đó. Chồng em cũng muốn đi nè. Chồng em cũng nói là bà hứa mua đồ đạc cho anh để đi bằng thời gian. Người ta hứa mua iPhone cho chồng em. Dạ. Đi chuyến này á là cũng nói là rồi mùa điều mua. Mua điều mua? Dạ rồi mua điều. Mua chưa? Sao trước em không mua iPhone cho chồng thì chồng khỏi đi? Dạ, dây chuyền ai mua? Chồng em mua hay là em mua? Dạ, em mua cho chồng. Dạ. Trời ơi, cho mấy ông cũng đeo thì gái theo chứ làm cái gì đâu. Đeo dây chuyền chi vậy? Trời ơi. Mà mình có làm cái gì có lỗi với chồng không? Dạ không. Mình có cãi chửi chồng bao giờ không? Dạ. Cãi lộn thì cũng như cãi qua cãi lại. Từ ngày hôm qua nó làm gì em về học với em là chưa nọ. Đó. Có người khác rồi. Bà này bà lớn tuổi là bà chăm chút chồng em, bà biết cách bà chăm chút chồng em rồi. Chào thưa đỗ, chào đại dung, chào hiệp sĩ Sa Mất Cấp Bình Dương. Bây giờ là em đã tìm chồng ở những đâu rồi? Hôm nay em lên đây đúng không? Giờ em điện thoại cho chồng em được không? Em biết rằng ở đây lấy máy anh điện cho. Ờ lấy máy điện đi cho nào, điện cho chồng đâu. Mà chồng em ôm này người ta tình cảm này mà em vẫn thương hả? Em nói họ của chồng số mấy? Bấm đây, từ bấm số mấy, từ bấm này. Bấm đi. Bấm công, tích 42 73 73. Chồng theo gái già rồi. Chồng lấy máy bay rồi. Theo má già rồi. Trước là chồng em làm đi kiếm tiền là ai giữ? Chồng em kiếm tiền ai giữ? Alo, bây giờ vợ tôi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đây, vợ anh đến nhờ tìm anh này, vợ lại tóc quá từng xỉu đây luôn nè. Alo, anh Hải nè. Bây giờ vợ lại chỗ trụ sở con này rồi vợ nhờ tìm anh mà giờ vợ xỉu ở đây rồi sao? Gặp thế nào?
xe xỉu đây nè, bây giờ sao đây, ở ngay đưa vô phòng pháp đa khoa để tính rồi, gọi xe cấp cứu đi, gọi xe kiên quá, đưa vào phòng pháp trước đi rồi để kiên quá đi, không quá đi mà xỉu đi luôn là đây ở phòng pháp một tám này, đưa vô phòng pháp đa khoa để tính nè. Ông nào hôm qua về không kịp quá đâu, bây giờ không có chuyện khoản, về nhìn chăm chút bạn này bạn. Anh là chồng, anh phải về thăm vợ, về cô vợ, chăm sóc vợ rồi sao chứ. Bạn nguy hiểm vợ chứ. Bạn nguy kịch rồi. Ở đây làm mấy chung dụng mà làm gì? Bây giờ anh có xài Zalo không? Bây giờ có xài đâu, anh kết bạn Zalo tôi này đi. Rồi có gì tôi điện thoại cho anh gặp mặt chỉ ở phòng khám nè. Bà yếu lắm rồi, chân tay duỗi thẳng rồi, không chạy, không nói cô gì rồi. Zalo bây giờ tại điện cho bà đi, biết bà tiểu không bốc máy. Điện thoại bác sĩ cầm rồi. Đang ở phòng khám rồi sao mà bốc? Em tỉnh bốc máy. Đừng có nghe máy. Đó, bây giờ bà con bác nội chi sĩ giùm bà con. Phải cho vợ mà chồng mà nghe bị xỉu mà bị ấy mà bỏ ra thì chỉ phải chi sao. Ông đang lái máy bay rồi. Hai máy cùng nhau chi được. Hợp lý là hay chở bà đi uống cà phê rồi. Chở bà già đi uống cà phê rồi bà trẻ này bỏ nè. Ồ quá. Em bây giờ chồng em về thì em còn yêu không? Còn thương với lần được không? Thương nhiều không? Để anh biết đường anh có hướng. Thương nhiều không? Mình thương nhiều không? Nhiều hả? Thương tới đâu? Bỏ không được. Không được không? Ngày hôm qua là bà kia là sinh 585 tuổi xỉu. Bác thì 80 à? Ờ, 80. Tám mươi còn già luôn, tám mươi năm nay 44 rồi, 84, 90, 97 là 44 tuổi. Mà cặp bên kia sinh năm 97, chênh nhau vậy là gần 20 tuổi. Chênh nhau gần 20 tuổi đó. Mà ông đi ông đánh đập cho bầm dập luôn, bắn theo. Khổ quá. Mười hai tuổi mà con mà. Con. Khổ rồi, từ từ xem chồng em có điện không, em điện thoại em có bỏ máy không? Hả? Có dung không? Để hình xuống đi. Để bớt hình xuống đi. Để bớt một tấm nước. Đấy đấy chồng dung đấy. Đấy chồng còn không? Bỏ đây xem nào. Mà điện thoại em xem nào. Mới mà. Phải chồng không? Đúng rồi. Đừng nghe. Mở cam đấy. Đang nghe, đang chồng đấy. Này em yếu rồi. Quá. Đấy chồng gọi đấy. Đi em cứ điện thoại đây đi, em tắt chuông. Ông này chắc đang tắt chuông thôi để đang chở đi cà phê rồi. Các bà con hết làm ơn cái chồng mình. Đáng lẽ chồng mà nghe vợ bị gì thì chồng phải lên về không? Rồi cô chú anh chị chia sẻ nha. Hiện nay là rất nhiều người về đây nhờ các anh em giúp mình tìm người thân này, tìm vợ, tìm chồng. Còn sợ hả? Quá. Đó mọi người vẫn chia sẻ rồi. Xét chung những bạn đó. Cô là gì hả? Rồi quay về luôn đi. Không có đâu à? Rồi rồi, tí anh em ra được rồi. Con quay luôn, con hỏi cách gì? Đâu mày hỏi gì, sao đó? Đi ảnh tăng cho chung rồi. Cô Truyền, con đâu hả? Ủa, chồng đâu rồi? Con trai cô đâu? Rồi nghe hả? Quá rồi. Cô tên gì? Cô Truyền nhớ mở đôi. 57, 67 57 tuổi à? 57 sinh, cô sinh năm 68 hả? Mẫu thân à? Nó nhìn cô già lớn tuổi vậy. Cô là 65, 67 à? 57. Cô sinh năm mấy? 68. 8, 57 tuổi rồi. 57 nè. Cô nhà đâu? Bình Thủy, Cần Thơ luôn hả? Con dâu cô tên gì? Trần Thị Thúy An à? Con dâu cô năm nay là nhiêu tuổi rồi cô? Ba tư à? Con dâu cô sao bỏ nhà đi? Alo. Hả? Đi làm bạn bè của nó đi bắt con vậy đó. Ôi giời. Nó bị xỉu đang nằm bệnh viện mà bốc gì bốc. Bác sĩ cầm, chắc bác sĩ cầm. Bác sĩ cầm máy. Vô cái máy sao mà bốc máy. Bác sĩ cầm máy. Lên đây thăm bà lần cuối đi. Ở bây giờ này tôi nói anh đi làm bác sĩ cầm máy, không biết bây giờ anh, tôi địa chỉ anh xuống gặp đi rồi bác sĩ
tại phòng bác đã qua đi tính. Nó kỳ vậy, chở mà kỳ vậy. Mặc dù vợ của bác ở là hai mặt tôn rồi mà kỳ vậy. Giờ hay chưa? Thao được hay chưa? Muốn về là không làm. Trời ơi, bỏ, bỏ đi đi, tôi kích nó hương cho. Ngồi ở đây phải có nhiều. Hiểu, hiểu. Ở đây kích nó hương cho tôi chỉ là mai cho ông này nhiều ông. Muốn ăn nào? Rồi hẹn lành luôn. Hẹn lành Việt Kiều. Sinh năm Việt Kiều 70 tuổi, 75, 80 tuổi. Phải hẹn còn ông lành. Được không? Ôi bà con rất là ơn chia sẻ cho mọi người. Mọi người vâng chia sẻ vợ là chồng mà gì chết rồi. Chồng gì không được. Người thì con dâu bỏ đi. Người thì con gái bỏ đi theo trai. Vâng. Người chồng đi theo gái. Mọi người vẫn chia sẻ, mọi người chia sẻ mạnh lên. Người thì lái máy bay. Bây giờ cô có lời nói cho con dâu đi về. Cô nói chuyện với con dâu cô đi. Cô nói to lên, con là con mẹ thương con lắm. Mẹ thương con lắm. Cô đã tìm con dâu ở những đâu rồi? Cô đã tìm con dâu ở những đâu rồi? Hôm nay mới tìm hả? Vậy là sao con dâu cô lại lấy chồng khác có con rồi, hơn năm rồi đúng không? Đợi ở ngoài là về về ngoài cho chồng nó đâu? Hấp hình chút xíu cô. Hấp chút xíu. Chứ chồng nó không lên hả kỳ vậy? Đúng rồi chồng mới lên đây. Nó kỳ vậy. Đẻ rồi, đi hơn năm mà đẻ rồi. Hơn năm mà đẻ rồi. Nhưng mà chồng kỳ vậy, chồng chồng cũng lớn. Không lên kiếm, chồng đi kiếm. Cái là bà nội con cái chồng lên. Ê, khổ quá. Khổ quá là khổ đi, đây là khổ đi. Ngồi đi luôn đi. Ngồi đi luôn đi. Ngồi đi luôn đi. Ngồi đi luôn đi. Chơi một phút con. Nghĩ cho ta biết một phút gì. Rồi hỏi ra. Rồi cặp hành lên ngay cô. Cô tên gì đây? Cô ơi, cô giới thiệu cô tên gì cô? Châu Đăng Nghe. Cô quê ở đâu? Mình ở đâu đến đây cô? Quê ở ấp Hiệp Thịnh, xã Hội. Anh ngồi ghế đi anh. Anh đi với cô à? Mình cầm hình trên tay là ai đây cô? Con cô bao nhiêu tuổi rồi? Con trai mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Trai mình bỏ nhà đi lâu chưa cô? Dạ. Con mình đi mang theo tài sản hay là cái gì không cô? Hay là đi làm hay là đi đâu? Cô biết không? Mình có lời nào mình muốn tâm sự với con mình ở trên video này không cô? Tâm sự với con cô đi. Con làm gì ở đâu đó? Con đi về đi. Về đứng ơi. Út hỏi con địa chỉ con ở đâu nè. Nói vô cái gì rồi cậu lên cậu cho tiền hay là con muốn gì đó con nói đi. Con địa chỉ con ở đâu đó thì nói đi cho cậu Út biết. Tranh thủ nè, nói đi rồi nói đi Út nhà bà đó. Con cho cái địa chỉ của con ở đâu đó, con cho địa chỉ cho liên lạc trong cái điện thoại nhắn tin hay gì đó cho Út biết. Gấp gấp nha, Út nhà bà đó. Rồi em trai có nhìn thấy cái video mẹ đi kiếm này thì nhanh chóng liên lạc về với gia đình nha, mẹ đang khóc quá trời rồi. Mà con với đồng chí sử dụng. Đi hành đi không? Chị lên đi ngồi nè. Trời, thấy đi cho nên người thấy thấy trời, ta thấy, ta thấy nó thấy. Chị ngồi đây nè, ở trời. Rồi, chị cầm hình, chị thêm máy. Anh muốn ngồi đi chờ mấy nữa đâu, mấy ít đâu. Đây là bài lạc kỹ. Con gái của chị là bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi.
đó rồi bỏ nhà đi đâu chưa? Dạ mới ngày kia. Chị là quê đâu? Dạ, em quê ở Phú Yên nhưng mà em làm nghiệp ở Long An á. Từng làm mẹ Long An hả? Dạ. Chị mấy đứa con? Dạ ba đứa, hai đứa cái lớn, có người cái út ở với em. Cái út là rồi ba nó đâu? Em đi thôi rồi, ba nó có vợ chứ. Ờ, tội nghiệp ghê. Chị chở với ba đó là mấy đứa con? Dạ ba đứa. Ba đứa hả? Ba đứa con, mấy trai mấy gái? Dạ ba đứa gái. Ba đứa gái nè. Vậy chứ không đi kiếm một trai nữa dòng rồi. Bà con bắt đầu chia sẻ mạnh lên mọi người. Chia sẻ mạnh chờ cho 5 phút đi, chờ 5 phút đi. 5 phút để giúp dân là bà con bắt đầu chia sẻ giùm. Bây giờ chị nói lời nói với con nó về. Rồi, nói đi. Cô phải về đi, bữa cô mẹ nó nóng giọng mẹ nó muốn hoàn thành rồi đó là mẹ thương con, mẹ như vậy con thôi chứ trong lòng mẹ nó thật thương con. Có gì mẹ về tha thứ tất cả thì là sao? Ngoài ngoài ra đây ngoài ơi. Cậu nghiệp quá đắc thường, mọi người. Ở đây cũng hoàn cảnh, người là hoàn cảnh đến đây cũng ấy hết. Này cũng như cảm đảm của đội tuyển Minh Hải. Nói chung là đây đội tuyển Hải làm giúp dân giúp miễn phí nha. Ở đây là nói chung là mọi người cũng cảnh giác. Hiện nay có nhiều người thấy hình ảnh đội tuyển Hải đăng lên là đội tuyển Hải lính đội tuyển Hải thì kêu là đội xin tình bạc là bà con quá. Có liên hệ trực tiếp đội tuyển Hải qua số điện thoại 0913 7855 0913 6300. Ai cần con hỏi cho em nè đi xuống đi. Tới chị này này. Mọi người là bận ra chia sẻ để còn nhiều người. Thôi chị ngồi lại đi. Mọi người là bận ra chia sẻ để quyên hết để cho người nhà thấy người nhà lên lại. Nhá. Đâu ạ? Nên mọi người là bận chia sẻ giùm mọi người. Mọi người là bận chia sẻ giùm. Hai bữa rồi hả chị? Chị báo công an chưa? Báo hết rồi. Công an nhà trường rồi cũng như cũng đi kiếm rồi nhưng mà nó trốn ở đâu nó không có chịu về. Bữa nó đi học rồi chiều mà phường học giờ rồi nó chưa đây nó không chịu dậy nó đi học. Kêu nó hoài nó cũng nạt lại nên giận quá quánh mấy rồi á giờ nó giận mẹ nó đi luôn nó bỏ nhà đi luôn. Xin cho hỏi chị tên gì? Long An. Dạ. Vậy là hôm nay chị ở Long An về đây đúng không? Dạ, em ở Long An. Hôm nay chị tìm về đây tìm con đúng không? Dạ. Con chị họ tên là gì? Nguyễn Thái Thu Xuân. Nguyễn Thái Thu. Dạ, Thu Xuân. Xuân hả? Dạ. Con chị sinh năm mấy? 12, 2012. 2012, năm nay là 12, 13 tuổi hả? 12 tuổi. Con chị học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 6. 6 à? Con chị đang học ở đâu? Dạ, học ở trường ở khu Trần Anh á. Là tỉnh nào? Nam, Long An hả? Con chị bỏ nhà đi mất tích mấy ngày rồi? Ngày hôm kia 4 giờ rưỡi nó đi học ra rồi nó đi luôn. Ồ, vậy là chị đánh con chị lâu chưa? Ngày đó luôn mà. Đánh buổi sáng? Dạ đánh buổi trưa đó nó đi học mà nó chứ không có chịu dậy nó đi học mà như là nó học buổi chiều là 12 giờ à, đi học. À, học chiều. Không mà lý do tại sao mình lại đánh con? Rồi kêu nó hoài nó không chịu dậy nó còn nạt lại á. À. Rồi ý là kêu nó dậy để tắm rửa ăn cơm đi học. Chứ tôi lên ở nhà trường lắm không có làm cái gì hết. Cái tuổi này là vậy đấy chị. Dạ, yeah, tuổi này không nên đánh nha. Yeah. Mười mấy tuổi là nó lại ương bướng lắm. Nó ương bướng, mẹ kêu qua ba lần mà kêu quá là chục. Đứa nào cũng vậy, không riêng con chị đâu. Nó không vậy rồi, tức quá là kêu nó liên lần nữa, nó còn nạt lại, nó đóng cửa lại, nó không chịu ra. Nó tức lại vô, quýnh hai bà rồi, bây giờ. Vậy là đi học nhưng mà đi luôn. Dạ, đi học có chiều ra. Con chị có chịu khó bấm điện thoại không? Không có chú xài điện thoại, ít tối giờ cho con biết hồ rồi ngủ rồi, không có cho con nhiều. Con chị có bạn trai không? Đó cũng... Có ai tới nhà mình, con không, bé trai nào đến nhà chơi không? Không có hả? Đi học về là em đưa rước rồi về nhà là ở với mẹ 24-24 không có đi đâu hết đó. Con chị học tốt không chị? Học được không? Nó học cũng trung bình à. Ồ. Vậy là từ khi đi giờ phút này chị tìm con đến đâu rồi? Báo công an rồi với nhà trường rồi cũng đi tìm rồi nhưng mà em cả ba nó rồi mẹ qua nên đi tìm mà không có thấy. Con chị là mặc bộ đồ này đi học luôn hả? Dạ, mặc bộ đồ này đi học luôn. Ồ. Chị có thể nhắc lại là con chị họ tên đầy đủ là gì, sinh năm mấy? Nguyễn Thái Thu Xuân, sinh ngày 17 tháng 9 năm 2012. Học trường nào chị? Học trường ở trường khu Trần Anh, ấp 12, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Con chị là bỏ nhà đi là đem theo những cái gì?
nó chỉ mang theo cặp đồ không, cặp nó đi học nó mang theo cặp vở sách vậy không ạ. Cho nên có bỏ trong đó cái gì cũng không biết nữa, tại là... nghĩ là nó mang cặp vở sách đi học thôi. Không biết là con chị là có ý định bỏ đi không hay là đi học rồi đi luôn? Chắc mẹ bữa đó giận quýnh nó mấy thôi, chắc nó giận, nó tưởng nó mẹ ghét nó bỏ đi rồi. Hồi nào giờ là chị đó là út trong nhà cưng lắm. Chị được mấy người con rồi? Ba đứa, nhưng mà hai đứa lớn nó lớn rồi, còn đứa lớn là chồng rồi, còn con giữa nó đi học ra ra trường rồi, nó đi làm rồi. Bé này là bé là nhỏ nhất và ương bướng nhất, chiều nhất hả? Đúng rồi, ở mẹ cưng lắm nên nó ương bướng, mà nên bữa đó tới giờ đi học rồi mà kêu hoài nó không dậy nên con mình bây giờ mình dạy con là phải khôn khéo nhẹ nhàng, chứ dạy con là mình làm mẹ là mình cậy quyền là mình đánh hoặc mình chửi nó không được đâu. Tiếc lỗi rồi đó, giờ đi mẹ xin lỗi con. Đó thấy chưa, mẹ xin lỗi con là nuôi con rồi, xin lỗi con. Giờ đi mẹ thấy không, không đó con bị chết thì không chống nổi đâu đây. Thấy chưa, khổ. Mình thấy hối hận đánh con chưa, chị thấy hối hận không? Mới đây anh em đã tìm được một bé gái 15 tuổi vì lý do là mẹ đánh đêm chui ống cống và hẹn bạn trai ra ngoài chở xe đi luôn. Và ra giáp cửa khẩu rồi, anh em không đi nhanh thì là sang Campuchia rồi. Ở đây là đi ra trường đó là nó đi học rồi, nhưng 4 giờ rưỡi nó ra là nó đi học thêm, mà bữa đó là tôi nghĩ là nó học thêm gần trường nó luôn rồi, nó ra học thêm từ 6 giờ rưỡi mới tới rước. Cứ ngỡ là nó học thêm rồi, nó học xong nó ra nó học thêm, tại vì trưa đó là em dẫn đưa đi học đàng hoàng xong rồi là tụi nó vô nó học thêm. Cho nên 6 giờ rưỡi mới vô rước, nhưng mà ai ngờ 4 giờ rưỡi nó ra là đi luôn. Vậy là con chỉ đi học bằng phương tiện gì hay gia đình mình đi chở? Em vô rước không ạ, không có cho nó tự đi. Không cho tự đi hả? Dạ. Mình cũng kèm cặp rất kỹ đúng không? Suốt 24 giờ 24 nó không có đi đâu được. Có điều mình dạy con là mình hơi nghiêm. Dạ. Nên nó đi chơi, nó thích đi chơi rồi gì là em tự chở nó đi rồi em chờ nó chơi xong em chở gì là đi cũng không hết hả? Không có chở nó đi đâu hết. Mà cái bữa đó là em giận quá, em quýnh nó mấy rồi, nó nghĩ chắc mẹ ghét đó. Anh nghĩ ông tới nhưng mà chuyện mẹ phải luôn, cố gắng bảo đâu mẹ luôn ạ. Này mẹ phải bỏ công bỏ việc đi từ Long An qua đây để nhờ anh em mình xin dung đi nhờ đăng tin để tìm con gái. Hy vọng là bé gái này đang ở đâu đó xem video này, hãy sớm quay về trở về cùng gia đình. Chị lớn hết rồi, còn mình mẹ ai để con mình ngủ nghỉ à. Khổ, dạy con bây giờ khó lắm. Không biết ai, mình nghỉ mẹ đâu mới ngủ được. Không ngủ, không ăn ngủ gì luôn. Bây giờ đi Úc ơi, mẹ xin lỗi con. Bữa này là giờ để hối hận rồi đúng không? Đánh một hai cái hối hận. Mai mốt con chị về chị có đánh con chị đâu? Không, bây giờ đánh được đâu. Còn không đánh nữa đúng không? Mình dạy bảo nhẹ nhàng thôi nhé. Đừng có đánh con. Đánh là không tốt đâu, đánh là phản tác dụng rồi. Trẻ bây giờ là mình phải cưng chiều, mình phải nhẹ nhàng, tình cảm. Đó, như hai người bạn với nhau thôi, chứ mình... Mẹ con hai, mẹ con lúc nào cũng như hai người bạn nha. Ừ. Bữa đó nó đạp lại, cho nóng giận quá, quýnh cho thiệt rồi. Giờ hai mẹ con lúc nào cũng bên cạnh nó cũng là đi chơi, đi về ngủ, cũng tâm sự, nói chuyện. Chỉ nói cho ít tự chi cơ, coi điện thoại lắm. Ê, khổ quá. Hai, một đêm mà cho nó coi nhân tiếng hồi là cho nó giải quay xong là bắt nó ngủ, là 10 giờ bắt ngủ rồi. Nhưng mà cái bữa đó không biết nó ngủ sao đến 11 giờ mẹ mời buôn bán nó quên kêu. Chị sợ nhất điều gì? Chị lo sợ nhất điều gì? Sợ bé nó nhỏ nó khờ bị người ta lừa đi bán, tại vì coi camera là những người dân ở đó là thấy có một người phụ nữ chở nó đi. Ôi trời. Dạ. Chở nó đi rồi mang cặp, cũng mang cặp mặt rồi đó luôn, đang mang cặp luôn đi. Cho nên em sợ đứa nhỏ bị người ta lừa người bán nó. Rất nhiều đứa trẻ 11, 12 tuổi nhưng đã bị bán vào các quán cà phê chòi rồi. Dạ. Anh em giúp để cứu về nhiều lắm. Dạ. Dạ. Mấy anh giúp đỡ giùm em đi. Vô đó là không có về được. Rồi bây giờ đấy, cái cuộc trò chuyện này cũng rất dài rồi. Chị ấy nói một điều gì đó tình cảm nhất. Tất cả những nỗi niềm của mình, hy vọng là con gái chị xem được. Không giờ đi giờ mà mẹ nếu mẹ sai thì ta con cho mẹ xin lỗi đi con. Rồi từ đây mẹ hứa mà không bao giờ mẹ quýnh con nữa. Con về với mẹ đi, cô là lẽ sống của mẹ. Nếu con có con, mẹ cũng không có sống nữa làm gì ạ. Khổ quá. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức bé gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em giúp bé gái này quay trở về cùng gia đình tiếp tục con đường học hành. Người mẹ khóc cạn nước mắt ra đi từ Long An về Bình Dương để nhờ anh em chị Bình Dương hình đăng tin để tìm con. Đây là thực sự là những hoàn cảnh, mỗi một gia đình là một cái hoàn cảnh khác nhau. Không ai chúng ai hết, người tìm vợ, người tìm chồng, người tìm con, đó rất tội. Người thì về đây chia sẻ những câu chuyện là con cướp tài sản, cướp đất đai của gia đình. Đó, mỗi một người có một nỗi khổ riêng, không ai giống ai cả, thực sự rất tội, quá tội. Rồi xin phép chào chị. Chị cho biết chị tên gì? Nguyễn Thị Minh Tâm.
Chị Tâm đang ở đâu? Bên Tây Ninh hả? Chị Tâm nhiêu tuổi rồi? Mấy nhá? 50 tuổi. 50 tuổi à? Hôm nay chị về đây nhờ anh em biểu diễn Bình Dương tìm ai đây? Con trai hả? Con chị họ tên đầy đủ là gì? Lê Minh Thái. Lê Minh Thái. Thái nhiêu tuổi rồi chị? 29 tuổi. 29 tuổi. Ồ, Thái mất tích lâu chưa? 9 năm. 9 năm hả? 9 năm rồi. 29 tuổi mất tích 9 năm. Sao giờ mình mới tìm? Không biết bên anh. Ồ, thế từ... Có bà chị nói chỉ là... Vậy từ trước giờ mình đã tìm con ở những đâu? Đi xuống chỗ làm rồi... Con chị trước đi làm việc ở đâu? Nó đi làm ở dưới quận 3. Quận 3. Rồi nó làm dưới, nó quen bạn gái, nó ra ngoài, nó thuê phòng, nó hai đứa người lộn, lộn bỏ đi luôn. Ồ, con chị bỏ đi từ ngày đó là không có quay về. Trước đây là con chị làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận 3, là có hay trở về hay quay trở về cùng gia đình không? Cũng có về. Có hay gọi điện không? Có. Mà từ đó đến giờ phút này là 9-10 năm qua là không về? Không có liên lạc. Ồ. Nhưng mà đây là giận bạn gái chứ đâu phải giận gia đình đâu. Ồ. Chị nghi ngờ điều gì mà tại sao mà con chị để đi là không về? Không biết tại sao. Không biết tại sao. Bây giờ chị có liên hệ cho cái người bạn gái cũ năm xưa không? Không, mấy năm nay là nó đổi số. Ồ. Chị đã tới cái địa chỉ đó là chị tìm kiếm để hỏi thăm thông tin chưa? Nó tới ngoài Vũng Tàu, không biết chỗ, địa chỉ bạn gái nó. Ồ. Là trước này quận 3 mà? Nó làm ở dưới quận 3, nó làm quán. Quán gì ạ? Quán mì ký gì, ồ. Quán gì á. Còn chị từ năm đó giờ phút này là bên Campuchia rồi. Nhưng mà bên Campuchia mà tại sao từ năm đó là không về hoặc không liên hệ thì cái này sợ lành ít. 9-10 năm qua một người thanh niên mà 9-10 năm qua không quay trở về hoặc không gọi về nhà là lành ít rồi. Những điều lành là không có tốt đâu, ít lắm nha. Bởi vì bên Campuchia người ta rất dã man, đục người Việt thôi, hành hạ người Việt để kiếm tiền nha. Đó, mục đích chính là chúng nó kiếm tiền. Mình không làm sản xuất, không kiếm tiền, không lừa đảo được là chúng sẽ dùng nhiều thủ đoạn. Đó, chúng đoạt cả tính mạng mình. Em mong anh đừng có lọt qua cái bản. 9 năm qua là qua rồi. Đây anh em vùng Long, cách đây 2 năm giải cứu một bé trai 15 tuổi mà bị bán từ An Giang về thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh sang bên Campuchia, từ Campuchia bán vào Thái Lan 6 năm liền. Anh em giải cứu từ Thái Lan về đây là gia đình ai tưởng là ra đi rồi. Nhưng mà cuối cùng là thằng này nó khôn nhanh nhẹn, nó bỏ trốn, nó nhảy tường rào bỏ trốn. Mà bị bọn kia dí bao vây là nó dí nó đi đường rừng mới thoát được, anh em mới cứu được về đấy. Còn những người hiền sợ không thoát được đâu. Em có tới đây cũng nhờ anh kiếm dùm bị nhà có mình đó. Trời ơi, dạ. Một người con duy nhất. Dạ. Khổ vậy. Vậy là 9 năm qua chắc là mình mất ăn mất ngủ hả? Dạ. Rồi bây giờ chị hãy nói một điều gì đó trên video này, hy vọng là con chị xem được, hoặc là tất cả những ai mà lướt qua tất cả các trang mạng xã hội mà thấy được hình dạng con chị thì có thể báo tin giúp anh em về Bình Dương. Rồi mời chị lên tiếng đi. Con về với mẹ cũng nhớ con dữ lắm. Lúc nào mẹ cũng nhớ con dữ lắm. Khổ quá. Mẹ không có bỏ con được đâu. Đúng là nước mắt chảy xuôi đúng không? Không có mẹ nào không thương con hết. Chỉ có con bỏ mẹ thôi. Con bỏ mẹ hiện nay diễn ra là vô cùng rất phổ biến đâu. Hy vọng là thanh niên này đang ở đâu đó xem được video này sớm quay trở về cùng gia đình. Vì lý do nào đó mà không về được thì hãy liên hệ cho các anh em Chí Bình Dương để các anh em có hướng để giúp em quay trở về. Đó, đây là một bé gái nhỏ xíu, và đây là một thanh niên đi năm xưa, 20 tuổi, đến giờ phút này là chưa biết là thông tin là đang ở đâu. Ôi, cái ba sao không đồng ý đi à? Trời ơi, khổ chứ các bạn. Chị chạy xe qua đây, xe ra từ lên trên qua đây hả? Rồi chị bình tĩnh nhé, anh em tìm hướng giúp nhé. Hy vọng là sớm biết được thông tin chính thức là con chị đang ở đâu nhé. Rồi, mấy chị em bình tĩnh đi, từ từ anh em giúp. Chậm chậm nghe, còn giúp anh em giúp hết. Quá. Đúng rồi, chạy nghe con về với mẹ nghe con. Quá trời ngộ luôn. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Con gọi địa chỉ cho mẹ đi rồi mẹ cho tiền con lại. Con gọi địa chỉ cho mẹ nghe con, cho mẹ yên tâm.
chị dĩ con ở đâu đó. Con có địa chỉ đi, người mẹ gửi tiền cho con đó. Con không cho địa chỉ rồi mẹ sao biết mẹ cho tiền con. Con có địa chỉ đi, con ở chỗ nào. Con cho địa chỉ con cũng nhắn á. Máy 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 đọc cũng được. Con cho địa chỉ cho mẹ sớm liền nè, cho tiền con. Nhớ con nhiều lắm nha Tết. Con thấy cái giờ này con cái chuyện mẹ nha. Con cho chị nghĩ mẹ đi, cho mẹ yên tâm nha Tết. Cái người đang mà nó được rồi. Ông đã hỏi không? Rồi, cô có bình tĩnh đi rồi em sẽ giúp cô nha. Đi ra ngoài đường chơi bị người ta bắt cóc. Bây giờ được cái người Thiên Hải thôi, là cái chi phí dùng tấm bơ của người Thiên Hải cũng được rất là đông. Hồi nãy điện à? Cùng Bắc Kỳ.